Nè đang đi ra làm sao nè Nam. Còn khu hậu viện nữa, này là khu chính điện. Này khu hậu viện ở phía sau. Con vô trong với mẹ đi. Ồ, có hai cái cây. Giống như hai cái cổng hả con rồi ha. Hả? Gỗ thiệt hay gỗ giả? Nhầm mà. Gỗ thiệt. Tổ ma ha, cây díp. Ở đây có tượng ấy nữa nè. Tượng sáp. Nè Nam, tượng sáp của sư nè. Ở phía sau là tượng ngọc. Mẹ ơi, Phật ngọc. Mẹ con nói nghe nè. Đạo mình đi bên chùa gì đó. Chùa gì đó. Chùa gì này là tượng theo kiểu của tượng sáp á con. Này là khu sau ha. Phụ hậu viên. Còn phía bên kia nữa kìa. Vậy là cái tượng Phật hồi đó giờ nằm ở đây nè. Tượng Phật nào? Đó, có tượng Phật này. Thì thường là sẽ có. Này gỗ luôn nè Nam. Quay lại. Nghe không? Rồi, đi. Kêu con đứng kêu làm cũng được, con biết. Đi vô đây truy lùng cái làng nghề nuôi tầm mà cuối cùng mà đi thăm chùa. Mẹ sớm để cho Mai đi thăm chùa này. Mai chạy cho xuống á hả? Thì thế nào mình cũng đi đường này mà. Mốt chứ. Tầm đi. Nhưng mà phần là do cái không khí nữa. Đà Lạt mà mày vô mát là nó sẽ nóng. Vô mát là nó sẽ lạnh. Vô trong bóng râm mà nó sẽ mát. Mấy âm dương ở ngói ấy ngon lắm. Đứng đây nghe tiếng hát rồi luôn á cô thơ. Không, nó không nói. Nhưng mà ba đón cầm cho khoảng 60, 50 mét. Mấy cây luôn á. Cây hay cây á. Cao bằng cái tòa nhà mình ở á. Bằng không? 60 mét gì đó. Tại nhà mình ở là 60 mấy hả? Hơn 60. 26 lầu mà nhân cho 3. 70 mét. Đây là vô tới chính điện của chùa. Ba không vô. Phật bên này là Phật nghìn tay nghìn mắt nè Nam. Nghìn tay nghìn mắt thôi. Nó ngọ vậy đó. Là có nhiều ông Phật hả? Nhiều một trong một, còn ý nghĩa như thế nào thì ba không biết. Nhưng mà con thấy nó có ít, con nghĩ con thấy nó có 100 toàn. Thì cái đó là cái tướng người ta gọi, người ta đâu phải làm nghìn nghìn. Còn ở giữa thì luôn luôn có ba người, ba Phật. Cái một là Phật A Di Đà. A Di Đà hả? Còn bên kia là Thích Ca Mâu Ni. Còn bên này là Phật Dược Sư. Dược Sư. Hồi xưa giờ ba cũng mới biết ba tên của ba vị Phật. Dược Sư là. Ủa rồi hai bên sao có hai người vậy? Hả? Hai bên luôn có hai người và các tượng Bồ Tát hai bên. Tượng Bồ Tát và tượng Phật hai bên. Nhưng mà tượng này chỉ có một người thôi. Tượng này có lạnh luôn á nè. Không,
Ba sao bên bên này có một người cũng gần lắm rồi.